tôi. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và mình là DTK TV đây. Và trong video của phần tiếp theo ngày hôm nay, mình sẽ lại tiếp tục mang đến cho các bạn một công nghệ đá đỏ mới. Và đó chính là một mini game cực kỳ thú vị và trong Minecraft luôn. Đó chính là một chiếc máy casino nha các bạn nha. Và cỗ máy này thì các bạn có thể làm được ở trên phiên bản PE và phiên bản Win10 và phiên bản tay cầm chơi game như Xbox và PS4 nha. Còn phiên bản của máy tính đó là Java Editor thì chắc chắn là không làm được thôi. Rồi, và hiện tại trong tay mình đang có 30 viên kim cương các bạn nha. Đó, và 30 viên kim cương này sẽ là cái gọi là kiểu như đồng xu luôn các bạn, để các bạn có thể quay. Và các bạn quay nếu mà các bạn đã chiến thắng trò chơi này, khi mà các bạn được quay được một hàng giống nhau, đó chính là một hàng màu vàng đó các bạn, thì các bạn sẽ chiến thắng trò chơi này và các bạn sẽ nhận được một phần thưởng. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu quay nha. Và quy luật để quay trò chơi này đó chính là các bạn mỗi lần các bạn thả đồng xu vào và khi các bạn chiến thắng thì nó sẽ đưa phần thưởng vào cái dương bên cạnh này. Và nếu mà các bạn đã thua cuộc ấy thì cái phần kim cương mà các bạn đã vừa đáp vào đó, cái kim cương đấy nó sẽ dư lại ở trong cái máy quay này. Và càng nhiều lượt thua thì phần thưởng tiếp theo các bạn chiến thắng có thể càng nhiều các bạn nha. Bởi vì mỗi một lần các bạn thua thì cái viên kim cương đấy nó sẽ tích vào làm cái phần thưởng luôn. Tức là càng nhiều người thua thì đến một cái người nào đó mà các bạn vô tình quay chúng và các bạn đã chiến thắng trò chơi này thì các bạn sẽ nhận được cả cái phần mà người khác đã thua ở trong đây luôn. Như vậy là phần thưởng nó sẽ tăng lên rất là nhiều các bạn nha. Rồi, và mất 22 viên kim cương để quay chiến thắng cho trò chơi này. Và mình đã được cái phần thưởng đó chính là 24 viên kim cương các bạn nha. Như vậy là cộng với 8 viên còn lại của mình là mình được 34 viên. Suy ra là mình lãi chỉ có 4 viên thôi à. Do số mình khá là đen nha, cho nên mình lãi chỉ có 4 viên. Nếu bạn nào mà đen nữa, các bạn quay lâu hơn nữa mà vẫn chưa được thì có lẽ phần thưởng các bạn chỉ được có tầm khoảng là 34 viên như này, thì các bạn sẽ gọi là lỗ các bạn nha. Nhưng cũng may là mình đã chỉ việc quay với 22 lần là mình đã chiến thắng trò chơi này rồi. Còn nếu một bạn nào đó đen hơn thì các bạn có thể sẽ quay lâu hơn đó. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nha. Nhưng đầu tiên thì mình sẽ vứt hết số kim cương này vào cái máy này đã, để xem là lần thứ hai này mình có may mắn hơn không nha. Và bây giờ mình sẽ thả hàng loạt các viên kim cương vào đi. Đó, mình sẽ vứt hết vào nha, để xem lần này vô tình mình lại biết đâu mình lại quay được một cái hàng màu vàng hoặc ngang thì làm sao. Rồi, như vậy là đã qua là hàng màu vàng ngang rồi. Như vậy là tỷ lệ nó sẽ không ra rồi. Và đúng vậy, nó đã không ra các bạn nha. Rồi thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm ngay cái cỗ máy này làm. Rồi, và bước đầu tiên thì thường là các bạn sẽ đào cho mình là một cái hố nha. Nhưng lần này mình sẽ lại tiếp tục không đào hố nữa, mà các bạn sẽ đào cho mình một cái hố tầm khoảng là 6 block tính cả cái mặt sàn nha. Đó, cái hố sâu 6 block tính cả cái mặt sàn luôn. Và bây giờ mình sẽ phá 5 cái block ở dưới đi.
và độ rộng cho mình là 7 block các bạn nha. 7 block, ở đây mình đã xây được 3 block rồi và mình sẽ thêm 4 block nữa, như vậy là 7 block, đó là độ rộng. Còn chiều dài thì các bạn cứ đào cho mình là càng xa càng tốt, tầm khoảng là 10 block hay 20 block cũng được luôn. Nói chung là chiều dài các bạn sẽ đào xa cho mình nha. Như vậy là chúng ta sẽ được độ rộng là 7 block và chúng ta sẽ bịt kín thành một cái mặt sàn như vậy. Rồi, và đánh dấu vị trí này chính là cái block ở giữa, block thứ tư được các bạn. Độ rộng là 7 block mà các bạn, thì nó sẽ có một block ở giữa là block thứ tư. Các bạn thu về một block cho mình và các bạn đặt cho mình. Đây là cái vị trí đánh dấu thôi nha. Mình sẽ đánh dấu cái vị trí này. Mình sẽ đặt cho mình một block ở dưới này để làm cái điểm tựa để mình đặt được một cái phễu ở trên cái block này. Rồi, và sau khi mà chúng ta đã có được một cái vị trí như vậy thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ là đến phần chúng ta sẽ xây cái phần mà chúng ta sẽ quay đó các bạn. Cái vòng quay nha. Ở đây các bạn đặt cho mình là 5 khối cho mình. Đúng 5 khối nha các bạn nha. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng 5 khối cho mình. 1, 2, 3, 4, 5. Ở bên này cũng vậy, cách là một ô các bạn nha. Đặt cho mình là 5 khối. Và các bạn sẽ phá cho mình 4 cái khối còn lại đi. 4 cái khối ở trong cùng này này các bạn. Các bạn sẽ phá đi cho mình. Và các bạn lấy cho mình một cái bê tông dính các bạn nha. Và các bạn đặt hết chĩa bên trong như vậy. Rồi, và bây giờ các bạn đặt thêm một cái khối bê tông ở đây và đặt cho mình cái bê tông thường chĩa lên, phá cái khối bê tông kia các bạn nha. Và bây giờ các bạn cứ thế các bạn sang ngang ở mỗi vị trí thôi. Và riêng phần giữa này các bạn sẽ phá đi cho mình nha. Rồi, và như vậy chúng ta sẽ được cái hình thù nó như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt cho mình hai block ở bên trên cái bê tông dính này các bạn nha. Các bạn sẽ phá hết đằng sau cho mình. Các bạn đặt lên cho mình hai block này. Và ở đây các bạn sẽ lấy cho mình một cái bê tông thường các bạn nha. Bê tông thường và các bạn đặt ở đây. Nên nhớ là bê tông thường với bê tông dính nha. Các bạn hãy chú ý cho mình phân biệt hai cái đấy. Các bạn sẽ đặt nhầm đó các bạn. Rồi, và sau khi như vậy rồi thì chúng ta sẽ phá cho mình cái khối ở dưới đi nha. Các bạn giữ nguyên cái khối ở dưới bên trên này để tí nữa chúng ta sẽ chuyển rất toàn vào cái khối đấy. Rồi, ngay dưới vị trí cái bê tông này các bạn đặt cho mình hai block và các bạn kéo dài sang ngang cho mình. Và bên trên này các bạn đặt cho mình thêm 12 block nữa nha. Và phá block bên phải đi. Và ở đây các bạn lấy cho mình một cái bê tông thường lại chĩa xuống cho mình. Và tương tự như vậy, hai cái ô còn lại các bạn cũng làm như vậy nha. Các bạn kéo dài cho mình ra. Và các bạn lấy cho mình cái bê tông thường chĩa xuống. Nhớ là cứ cách một ô là các bạn đặt một lần nha. Đây chính là cái vòng xoay của cái sòng casino đó các bạn. Thì đây là một cái mini game mà cũng khá là thú vị và cực kỳ là hay luôn. Là nếu bạn nào mà may mắn thì các bạn có thể trúng ngay lần đầu tiên. Thì nói chung là các bạn nhân phẩm không còn ai bằng. Và bây giờ là các bạn sẽ lấy cho mình là một số block bất kỳ. Block mà các bạn muốn để nó thẳng hàng thì mình ở đây mình sẽ lấy cái block khối sắt này nha. Đó. Và mình sẽ đặt ở cái vị trí mà có cái màu xanh này này các bạn nha. Các bạn chú ý cho mình và đặt cho mình là hai block cho mình. Thôi. Và đây là cái block có thể truyền redstone các bạn nha. Nói chung là cứ block truyền redstone thì các bạn sẽ đặt làm cái block mà khi các bạn chiến thắng nó thì nó sẽ hiện lên một hàng ngang như vậy. Và bây giờ là các bạn sẽ lấy cho mình những cái block mà không phải truyền redstone, ví dụ như khối kính này, hay nó khối bậc thang hay một số khối khác nha, nó sẽ không truyền redstone qua được. Thì như vậy khi các bạn đặt ở đây thì nó sẽ không thể truyền redstone, và như vậy là khi các bạn đã không thành công ấy, các bạn thất bại, các bạn thua đó, thì nó sẽ không thể nào có phần quà rơi xuống được nha. Đó, và các bạn sẽ lấy cho mình hai cái khối bậc thang, các bạn đặt như này cho mình. Và các bạn sẽ lấy, mình sẽ lấy ba cái khối cầu thang bất kỳ nha. Mình sẽ đặt thành hình thù như vậy, và hai cái còn lại các bạn cũng sẽ đặt tương tự như vậy nha. Thì các bạn chỉ việc trang trí lại nó thôi nha. Mình sẽ sử dụng một số block bất kỳ để mình sẽ trang trí lại cái máy này cho nó giống một cái máy quay casino hoàn hảo nhất nha.
rồi. Và bước tiếp theo bây giờ là các bạn sẽ ra phía đằng sau của cỗ máy này, và các bạn sẽ sử dụng khối kính để các bạn sẽ lối lên bên trên cho mình nha. Tức là các bạn sẽ lối ra toàn một vòng bên trên, để đây chính là cái hoạt động để cho nó quay vòng tròn đó các bạn. Các bạn đã cho mình ba cái riveter ở ba cái bê tông này, và các bạn sẽ gõ cho mình là mắc ba lớp. Và ở đây các bạn sẽ đặt lên cho mình là một block nha, ở mỗi vị trí của cái redstone. Và sau đó là các bạn phải redstone lên. Và bây giờ các bạn nhớ là phải sử dụng cho mình khối kính nha. Các bạn đặt lên chéo như hệt mình đây. Đó, các bạn sẽ cứ chéo lên để các bạn dẫn lên trên thôi. Và các bạn nhớ phải redstone vào ba khối kính này, và lại đặt tiếp khối kính ở đây và đây. Và sau đó các bạn lại phải redstone vào đây nữa. Rồi, như vậy nó sẽ truyền vào cái block này và nó sẽ lên cái bê tông này nha. Và bây giờ các bạn lại tiếp tục lại lên cho mình tiếp cái khối kính ở đây. Và các bạn này phải đặt toàn vào cho mình. Và đây các bạn đặt cho mình một cái divider và các bạn gõ cho mình là một lớp. Và tiếp tục ở đây các bạn này phải đặt toàn vào hai cái khối kính này. Và sau đó là các bạn này đặt cho mình cái divider và gõ cho mình một lớp. Bên này các bạn sẽ làm tương tự như bên hai bên còn lại nha. Rồi, như vậy là các bạn đã hoàn thành được một cái vòng tròn để cho nó có thể hoạt động như một cái vòng quay thực sự rồi. Và bây giờ là bước tiếp theo là bước rất quan trọng. Đó chính là bước để chúng ta sẽ làm cụ máy này nó hoạt động quay random 100%, tức là nó sẽ quay theo kiểu vận may được các bạn. Bạn nào đen thì sẽ quay mãi và quay cả đời không ra. Nhưng bạn nào mà ăn may vô cùng thì các bạn sẽ quay một phát ra luôn. Tức là một phát ăn ngay luôn đó các bạn. Và đây sẽ là cái phần mà các bạn đặt cho mình một block ở đây, ngay dưới cái khối mà các bạn cần đánh đôi vị trí này này. Đó, và ở đây tiếp tục là một block nữa nha. Tôi. Và sau đó là các bạn nhớ lấy cho mình một cái repeater và các bạn đặt ở đây. Các bạn sẽ gõ cho mình là mark 3 lớp cho mình. Và sang bên này các bạn vẫn làm tương tự thôi. Các bạn tìm vị trí ngay ở dưới cái khối sắt này này các bạn. Đặt cho mình một block và sau đó là các bạn đi lên và đặt cho mình một cái repeater. Và các bạn sẽ gõ mark cho mình repeater này là 3 lớp các bạn nha. Ở đây các bạn đặt cho mình một cái block và các bạn nhớ vẩy ra toàn vào cái block này. Và phía dưới này các bạn đặt cho mình một cái bê tông dính chiết xuống cho mình. Và ở đây các bạn lấy cho mình một cái khối đá đỏ các bạn nha. Và đặt ở đây. Để khi mà các bạn đã chiến thắng nó thì nó sẽ được một hàng ngang là khối block bằng sắt. Như vậy redstone có thể truyền qua cái hàng ngang đấy. Và như vậy là các bạn sẽ nhận quà thôi. Nói chung là như vậy thôi. Và bước tiếp theo bây giờ là các bạn đặt cho mình cái repeater ở đây. Và các bạn sẽ gọi cho mình là mark 3 lớp các bạn nha. Thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại phần cái phễu vừa đấy các bạn đặt lúc đầu đó. Đây sẽ là phần mà chúng ta đáp dòng xu vào. Thì các bạn sẽ phá cái bên cạnh đi để làm lơi mà các bạn nhận quà nha. Và các bạn sẽ đặt cho mình một cái block vẫn là vị trí này và sang cái mình. Và ở đây các bạn lấy cho mình một cái phễu tiếp. Và các bạn đặt cái phễu vào cái block này cho nó chĩa sang nha. Và cái block này các bạn phá đi cho mình. Và các bạn bay lên cho mình này. Và các bạn sẽ đặt cho mình cái dropper chĩa lên trên. Tại sao? Thì khi mà các bạn chiến thắng nó thì cái dropper này nó sẽ bắn quà liên tục lên bên trên này. Và nó sẽ vào cái dương, và cái dương chúng ta sẽ nhận được phần quà các bạn nha. Rồi, và sau đó các bạn tiếp tục xuống phía dưới bên này, đặt cho mình một block ở đây và sang cho mình một block. Thì ở đây các bạn lấy cho mình cái comparator nha, để nó có thể nhận được tín hiệu từ cái dropper này. À đâu, mình quên, cái phễu nha, cái hopper này. Và sau đó là các bạn đặt cho mình cái khối kính nha, các bạn sử dụng khối kính cho mình. Các bạn sẽ đặt một vòng cho nó vòng được redstone quay trở lại chỗ này. Và các bạn ở đây lấy cho mình một block các bạn đặt vào và lên cho mình một block. Và bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình là cái đuốc các bạn nhé, các bạn nha, các bạn cắm cái đuốc ở đây. Và sau đó là các bạn vẩy redstone vào ba cái khối kính này. Ở cái khối block này các bạn đặt cho mình một cái repeater. Như vậy các bạn sẽ xong một cái vòng này. Và các bạn ấn vào cái phễu cho mình nha, cái phễu này này. Và sau đó là các bạn sẽ lấy cho mình đây, các bạn sử dụng kim cương để các bạn thả vào máy, phải không? Thì ở vị trí cái phễu này các bạn sẽ thả cho mình đó chính là 41 viên kim cương. Nói chung là các bạn muốn sử dụng cái đồng xu, cái di tản đồng xu đó, thì các bạn có thể sử dụng kim cương này hay là bất kỳ khối gì đó. Và 4 ô còn lại các bạn đặt cho mình là block bất kỳ nha. Nói chung là 4 ô còn lại đặt cho mình block bất kỳ. Và ô đầu tiên là 41 viên. Chúng tôi. Và như vậy là chúng ta sẽ test thử cho mình. Các bạn sẽ đặt thả cho mình cái viên kim cương vào cái hopper này. Đó. Thì nó sẽ mất nha. Nói chung là như vậy, cứ thả vào nó sẽ mất. Và nó sẽ chuyển vào cái dropper này. Các bạn thả cái khác vào thì nó sẽ không nhận đâu. Rồi, và như vậy bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần để kích hoạt nó quay random các bạn nha. Cái phần mà nó có thể quay random đó các bạn. Thì ở vị trí dưới này các bạn đặt cho mình đó chính là hai block.
đây hai block nha bạn nha. Sau đó các bạn phá block trên này đi, các bạn sang ngang cho mình. Và bây giờ các bạn cứ để các bạn kéo dài ra cho mình thôi. Rồi và các bạn nhớ là phải vẩy Redstone vào bên trong cho mình nha. Đó. Và bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình cái developer. Các bạn đặt chĩa lên cho mình, nhớ là phải chĩa lên trên bên trên cho mình nha. Và sau đó các bạn lấy cho mình cái phễu. Để khi mà developer nó bắn lên thì nó từ cái phễu này nó sẽ chuyển xuống. Các bạn nhớ đè lúc ngồi xuống để các bạn đặt dễ hơn nha. Rồi, và bây giờ là vị trí quan trọng nhất này, đó chính là phần kích hoạt để cho nó quay random nha, tức là quay vận may đó các bạn. Các bạn thả cho mình ba cái kiếm gỗ hoặc kiếm kim cương cũng được, nói chung là kiếm gì cũng được các bạn nha. Và một block bất kỳ ở vị trí này, các bạn thả đúng hệt trong mình như vậy nha. Với ba cái developer còn lại, các bạn cũng sẽ thả tương tự y hệt như vậy luôn. Rồi, và ở sau mỗi cái dropper này các bạn đặt cho mình là một block bất kỳ. Và sau đó các bạn lên cho mình một block nữa nha. Và sau đó các bạn sẽ lấy cho mình cái comparator. Và các bạn đặt ở đây để chỉ nữa khi mà nó bắn lên thì nó sẽ nhận được tín hiệu Redstone các bạn nha. Và bây giờ các bạn lấp lại cho mình. Ở đây các bạn tiếp tục lại lấp lại một hàng nữa. Và bây giờ các bạn sẽ vẩy Redstone ý hệt mình nha. Các bạn vẩy cho mình là 3 hàng Redstone. Và ở đây các bạn sẽ lấy cho mình một cái comparator các bạn đặt vào cho mình. Không cần có lớp nào các bạn nha. Để cho mình comparator các bạn đặt vào và bạn phải Redstone vào cho mình. Đó là cái, đây là cái phần mà các bạn sẽ random đó. Thì tỷ lệ nó sẽ quay ra cái này và quay ra cái kia. Và thế này là các bạn sẽ làm cho mình một cái bộ gọi là cái bộ giữ tăng thời gian mà các bạn ấn Redstone nha. Tức là khi mà chỉ cần một nháy Redstone thôi, nó sẽ tăng được cái thời gian mà các bạn nháy Redstone đấy nó lâu hơn các bạn nha. Đó. Ở đây các bạn lấy cho mình cái comparator và đặt cho mình ở cái hướng này, hai cái comparator hướng ngược lại các bạn nha. Và ở đây các bạn vẩy Redstone cho mình sang bên này, các bạn đặt cho mình hai cái comparator tiếp như vậy, giống hệt như bên kia thôi. Nhưng các bạn phải nhớ cho mình là nó khi là các bạn đặt cho mình cùng hướng các bạn nha, phải cùng hướng. Đó, nó ở hướng này thì nó sẽ đặt ở hướng này, bên này nó sẽ ở hướng này, là hướng ngược lại nha. Và sau đó là các bạn sẽ vẩy cho mình cái Redstone vào. Đó, đây sẽ là cái bộ và tăng thêm thời gian khi các bạn đang nhấn Redstone đó. Đây mình sẽ test thử các bạn này. Đó, nó sẽ tăng thời gian rất là lâu các bạn nha. Đó, sau đó nó sẽ tắt đi. Rồi, và bây giờ ở đây các bạn đặt cho mình một block bất kỳ. Đặt cho mình một cái đuốc Redstone ở đây, các bạn nhớ kỹ cho mình nha. Và sau đó các bạn đặt cho mình cái phễu bên trên cái đuốc này. Và một cái phễu nữa, chĩa vào cái phễu mà các bạn vừa đặt vào bên trên cái đuốc, các bạn nhớ kỹ cho mình. Đâu, ở đây mình nhầm nha. Thì ở bên này các bạn đặt cho mình một hàng thôi, các bạn phải Redstone như này. Và bên này các bạn sẽ đặt cho mình thêm một hàng như vậy nữa. Như vậy mới đủ diện tích nha các bạn nha. Nhớ là phải cùng hướng nha, tức là cùng chiều cái... Đó, các bạn phải đặt cùng chiều cho mình cái bộ lọc so sánh đó các bạn. Nói chung là cái comparator các bạn nha, cùng chiều cho mình. Và vòng vòng như vậy. Đây là cho mình một block này, đặt cho mình một cái đuốc và vẫn như vậy. Lấy cho mình một cái phễu đặt bên trên cái đuốc này. Rồi, hai cái phễu chĩa vào nhau các bạn nha. Nhớ là hai cái phễu này nó phải chĩa vào nhau các bạn nha. Và bây giờ trong cái phễu bất kỳ, các bạn thả cho mình một cái đồ duy nhất bất kỳ trong đấy. Nói chung là một cái duy nhất thôi nha, chỉ được x1 thôi các bạn nha. Và bây giờ đặt cho mình một block ở đây, sang đây. Lấy cho mình cái comparator các bạn nha. Đó, và đặt cho mình một cái repeater ở đây. Rồi, và bây giờ các bạn lên trên này các bạn test thử xem khi các bạn thả vào nó có quay không nha. Đó, các bạn thả vào xem cái vòng quay nó có quay không nha. Đó, mình sẽ thả xuống này. À, ở đây mình quên mất là các bạn phá cho mình cái block ở dưới cái phễu đi nha. Tức là ở dưới hai cái phễu này, các bạn không được đặt cho mình một cái block gì ở dưới hai cái phễu này nha. Thì như vậy khi mà các bạn thả xuống thì nó mới quay các bạn nha. Nó mới quay random cho các bạn được. Đây, các bạn thử thả xuống cho mình xem. Nó sẽ quay hoàn toàn 100% là random, tức là may mắn nha. Ngẫu nhiên đâu các bạn. Đó, như vậy nó sẽ quay ngẫu nhiên các bạn nha. Và nếu các bạn quay ngẫu nhiên mà vô tình các bạn quay được một hàng ngang, là hàng ngang màu trắng hay màu vàng gì đấy đi, cùng màu đi hay giống nhau đi, thì nó sẽ chiến thắng các bạn nha.
và sau đó Redstone sẽ truyền qua cái hàng ngang mà các bạn đã quay ngẫu nhiên trên hàng đó, và truyền vào cái piston này nó sẽ đẩy cho mình cái khối đá đỏ xuống. Rồi thì ở đây sẽ là làm cái phần mà khi mà chúng ta quay xong thì nó sẽ truyền Redstone vào. Đây là cho mình block ở đây và cái đuốc cho mình. Lên cho mình một block các bạn nha. Và lại tiếp tục đặt cho mình một cái dropper ở đây chĩa lên cho mình, và đặt cho mình một cái hopper chĩa xuống. Trong cái dropper các bạn lại thả tiếp tục một cái đố bất kỳ vào trong cái dropper này. Rồi, và sau đó là đặt cho mình một block ở đây nữa. Và tiếp tục đặt cho mình một block ở đây quên nha. Và sau đó đặt cho mình là 3 block ở đây cho mình cái comparator các bạn nha. Đó. Đấy, đặt cho mình cái comparator. Và sau đó là cái riveter. Và hai cái riveter này các bạn phải gõ mắc cho mình là 3 lớp các bạn nha. Sau đó các bạn cứ block các bạn lên cho mình thôi, và các bạn chỉ việc lối vào đến cái phần bên trên là được nha. Rồi, và ở bên này chính là bên mà các bạn sẽ nhận phần thưởng nha. Các bạn đặt xuống cho mình 2 block như này. Và sau đó là các bạn cứ kéo dài sang ngang cho mình như này. Đó, sang này, sang và sang tiếp. Kéo dài tận đáy cho mình nha. Và ở đây thêm một hàng nữa cho mình. Rồi, và các bạn lại tiếp tục làm cái bộ lặp so sánh. À nhầm, mình quên mất cái bộ mà tăng thời gian của việc lặp so sánh đó các bạn. Bằng cái comparator này, các bạn sẽ đặt cho mình hai cái chiều ngược nhau như vậy và vẩy rất toan vào. Và lại tiếp tục hai cái chiều nhưng vẫn cùng với cái chiều kia nha. Các bạn đặt thế này, như này. Và sau đó các bạn vẩy Redstone vào. Đó, đây sẽ là cái bộ mà tạo tăng thêm thời gian mà khi các bạn ấn nút đó các bạn. Rồi, và bây giờ là tiếp theo các bạn đặt cho mình một block đây nữa. Các bạn gõ cho mình cái riveter này, mắc cho mình. Và các bạn đặt lên cho mình một block. Rồi các bạn lối rộng ra thành một hình ô vuông như vậy cho mình nha. Ở đây các bạn vẩy Redstone vào cho mình. Và lấy cho mình cái comparator các bạn đặt ở đây. Các bạn chú ý cho mình, riêng cái comparator này các bạn phải gõ cho mình cái ô đầu tiên này nó sáng lên cho mình. Đó, đây sẽ là phần mà kiểu như nó nháy nháy đó các bạn. Nó sẽ nháy liên tục, và bây giờ các bạn sẽ lôi Redstone vòng quanh hình tròn như vậy. Đó, để cho nó có thể nháy nha các bạn nha. Rồi đặt cho mình thêm 3 block ở đây. Và các bạn sẽ vẩy Redstone vào cho mình. Rồi, và rất đơn giản thôi, các bạn đặt cho mình một block nữa vào đây. Và đặt cho mình cái riveter. Như vậy nó sẽ xong được cái phần mà khi chúng ta chiến thắng nó. Thì nó sẽ nháy nháy liên tục và nó sẽ bắn phần quà lên trên cho mình. Đó, và bây giờ mình sẽ thả thử này và mình sẽ test thử vận may của mình xem may mắn đến đâu nha. Mình sẽ liên tục đáp vào trong đây. Đó, và ngay lần đầu tiên thì mình đã rất là đen đủi rồi, và mình sẽ không chiến thắng trước đây rồi. Và lần thứ hai nào, để xem mình có được một hàng ngang như mong muốn không nha. Đó, và lần thứ hai thì mình có cảm giác 100% là lại không được rồi. Nói chung là 100% là random nha. Nếu các bạn vô tình các bạn quay phải lần đầu tiên được luôn thì quá là tuyệt vời các bạn nha. Đó, và bây giờ là tiếp theo các bạn lại thả một lần nữa này cho mình. Rất là hay nha. Và khi cho nó thành một hàng thì nói chung là các bạn đã chiến thắng cho chơi này. Rồi, và bây giờ là mình sẽ quay liên tục cho đến khi nào mình chiến thắng nha. Để mình các bạn đếm thử xem là mình sẽ đã mất bao nhiêu viên kim cương để mình có thể quay được chiến thắng cái trò chơi này nha. Exaggerated, that's what you assume.
The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the